Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một căn nhà rất là đẹp luôn, 3 tầng, nằm ở đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7 nha. Số điện thoại của chủ nhà đó là em có để ngay trong clip luôn, mọi người có liên hệ trực tiếp nha. Thì hiện giờ em đang đứng ngay đường Huỳnh Tấn Phát nè. Nếu như chúng ta đi lại đó là chúng ta sẽ tới được khu Phú Mỹ Hưng của quận 7, và đi thẳng lên nữa là sẽ tới được ngay chỗ cầu Phú Sưng để mà qua huyện Nhà Bè nha. Đó, còn đi về hướng này là sẽ tới được ngay cầu Phú Mỹ nha mọi người. Thì hiện tại là em đang đứng ngay hẻm này là hẻm 994 đường Huỳnh Tấn Phát. Em sẽ quay hướng dẫn đường vào cho mọi người, và ở cuối clip em quay thêm một vòng tiện ích xung quanh cho mọi người cùng xem nha. Thì bây giờ là em đang chạy vô hẻm 994 để quay hướng dẫn đường vào cho mọi người. Thì như mọi người thấy là cái hẻm này cũng khá là lớn, đó là tầm khoảng dừng là 3,5m cho tới 4m nha. Đó, đầu hẻm vào rất là lớn, và nhà xung quanh là dạng kiểu mà dân cư yên tĩnh đó mọi người, tại vì xung quanh đây là người lớn tuổi cũng khá là nhiều. Thì đi được một đoạn tầm khoảng chừng là 30m mọi người, tới một cái ngã ba, mọi người quẹo tay trái nha. Đây, quẹo tay trái hướng này đó, và mọi người sẽ chạy thêm đâu đó tầm khoảng chừng là 20m nữa thì cũng tới một cái ngã ba, mọi người quẹo tiếp qua đây nha. Đó, thì đi thêm một đoạn tí xíu nữa thôi nha. Đó, tới một ngã ba tiếp theo mọi người lại tiếp tục quẹo tay trái nữa. Ở đây có một cái khu chợ nhỏ tự phát buổi sáng đó mọi người, đó cũng gần nhà chúng ta lắm. Rồi, tới đây mọi người quẹo tay phải nha mọi người. Mọi người quẹo tay phải, chạy thêm một đoạn tầm khoảng chừng 20m nữa tới đây nè. Đó, mọi người quẹo tay trái thêm một lần nữa giúp giùm em nha. Đó, và đi thêm khoảng 10m nữa, cái nhà chúng ta nằm bên phía tay phải. Đây là cái nhà hôm nay sẽ quay nè. Và đây là cái nhà mà ngày hôm nay em muốn giới thiệu cho mọi người nè. Thì nhà mình á có cái địa chỉ là 994A-31-5-5 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 4, phường Tân Phú ở quận 7 nha. Thì mọi người cứ đi theo cái hướng dẫn đường vào ở ngay đầu clip em có giới thiệu cho mọi người á. Thì đây là cái đường trước nhà của mình. Đường trước nhà mình thì là hai xe máy tránh nhau được nha. Đó, và nhà mình là ở ngay cái cuối hẻm rất là yên tĩnh nha mọi người. Đó, thì nhà mình có cái diện tích bề ngang là 4, bề dài là 14, kết cấu là một lầu và một sân thượng, giá đang kêu là 4,8 tỷ, và cái giá này vẫn còn thương lượng nha. Ở bên góc trái màn hình em có để số điện thoại của chủ nhà á, mọi người cứ liên hệ trực tiếp nha. Thì nhà mình có phân ra làm hai khu, thì cái khu bên phải á, là dùng để ở nè, còn cái khu bên đây là dùng để xây làm phòng trọ cho thuê nha. Thì bây giờ em sẽ đi cái khu phòng trọ em quay cho mọi người xem trước. Thì ở đây á là có hai phòng. Nhà mình là góc hai mặt tiền hẻm luôn nha mọi người. Ở bên đây là cái hẻm nữa nha. Ở đây là một phòng trọ nè. Hiện tại thì là người ta đã đi làm rồi, cho nên em không quay trong phòng được. Với lại là dưới đây là thêm một phòng nữa. Thì là cái ở đây có một cái khu bếp là nhà vệ sinh. Thì cái nhà vệ sinh á là cho một cái gác trên đây. Thì trên đây là đang có người ở trển, cho nên là em không quay được nha mọi người. Đó chỉ là một phòng. Và cái nhà vệ sinh đó là cho cái phòng ở trển. Còn phòng ở đây là có nhà vệ sinh riêng nha. Rồi, bây giờ em sẽ quay ở phía trước nhà cho mọi người xem. Rồi, có hết một dòng phòng trọ rồi. Thì bây giờ em tiếp tục quay cái khu vực bên trong bên đây nha mọi người. Đó, đây là cái khu vực ở ngay dưới tầng trệt nè. Thì nhà là xây dạng như là thoáng, kiểu không gian mở mọi người. Đó, chỗ này là cái chỗ để tivi. Và ở đây là cái tủ đựng giày dép nè, đựng nón bảo hiểm, giày dép. Ở bên hông là có thêm cửa sổ để lấy ánh sáng và không khí cho nó thoáng cái nhà nha. Đó, rồi em sẽ đi tiếp xuống khu vực phía sau. Thì chỗ này cái chỗ đặt tủ lạnh á, bên hông đặt tủ lạnh là có một cái khoảng trống, thì là chị chủ nhà đó là tận dụng chỗ này làm để làm kho và máy đựng nước nha mọi người, kho đựng những cái vật dụng mà chưa xài tới á. Rồi tiếp theo là ở đây là khu vực cầu thang, và kế bên sẽ là khu vực bếp. Bếp thì là dạng bếp âm, bếp điện từ, và có thiết bị máy hút mùi luôn nha. Đó, dạng như là đầy đủ hết luôn á mọi người. Có chỗ đựng chén dĩa nè, lò vi sóng nè, đầy đủ hết luôn nha. Và đối diện sẽ là khu vực nhà vệ sinh. Đây là khu vực nhà vệ sinh, đầy đủ hết luôn nha mọi người. Máy này là máy nước nóng năng lượng mặt trời luôn nha mọi người. Đó, bồn lavabo nè bên phải. Rồi bây giờ mình ngó sơ lên một vòng xung quanh căn nhà nha. Bây giờ em sẽ đi tiếp lên khu vực lầu 1, em quay cho mọi người cùng xem nha. Rồi tiếp theo là bây giờ là sẽ lên tới khu vực lầu 1 nha mọi người. Thì lầu 1 là phân ra hai phòng trái và phải, còn nhà vệ sinh là nhà vệ sinh ở chính giữa nè. Đó, đây là khu vực nhà vệ sinh chung nha. Đó, rất là rộng luôn nha mọi người. Rồi bây giờ em sẽ quay cái khu vực phòng bên trái trước. Đây là cái khu vực phòng bên trái nè, phòng rất là rộng nha.
có thể để được một cái bàn làm việc hay là một cái giường, và thậm chí để được thêm cả tủ quần áo, tivi đó, vẫn còn thừa rất nhiều chỗ nha mọi người. Đây, và ở đây chúng ta có thêm một cái cửa sổ đó để lấy ánh sáng và không khí thoáng hết nguyên một căn phòng luôn nha, phòng rất là rộng luôn. Rồi bây giờ em sẽ quay tiếp qua khu vực phòng còn lại nha. Rồi đây là tiếp theo là cái khu vực phòng còn lại nè mọi người. Đó thì phòng bên đây cũng khá là rộng nha. Phía bên tay trái là một cái tủ âm tường, đây là tủ âm tường, và ở đây chúng ta có thêm một cái cửa sổ để lấy ánh sáng và không khí cho cái phòng thoáng nha. Đó, phòng này cũng để được một cái giường, tủ quần áo, tivi, nói chung là đầy đủ thiết bị hết luôn nha mọi người. Đó, đây là tổng quan sơ của lầu 1. Bây giờ em sẽ quay tiếp khu vực lầu 2 cho mọi người xem nha. Tiếp theo là khu vực lầu 2 và cũng là cái khu vực buồng thang sân thượng luôn nha mọi người. Đó, đây là cái khoảng không ở bên trong, nó rất là rộng luôn nha mọi người. Cái chỗ này là có thể làm thêm một cái phòng khách thì nó cũng được nha, tại vì rất là rộng. Ở đây là chị chủ nhà đang để làm kệ tủ đựng những vật dụng chưa xài đến nè. Đó, và bên đây là tủ đựng quần áo nha. Rồi ở đây là trong đây là có phân ra thêm làm hai phòng ngủ đó nha mọi người. Còn đây một nhà vệ sinh chung, thì em sẽ quay cái nhà vệ sinh trước. Đây là khu vực nhà vệ sinh nè, rất là rộng luôn, bồn cầu liền kề, bồn lavabo, đó đầy đủ hết luôn nha mọi người. Rồi bây giờ em sẽ quay sơ tiếp hai phòng ngủ còn lại. Thì đây là cái phòng ngủ bên tay trái, rất là rộng luôn mọi người thấy không, xài diện tích sử dụng rất là thoải mái luôn, và có thêm một cái cửa sổ để lấy ánh sáng. Đó, đây là cái view bên hông của chúng ta nè, rất là thoáng nha mọi người. Rồi bây giờ em sẽ qua tiếp cái phòng còn lại nha. Tiếp theo đây là cái phòng còn lại nè mọi người. Đây, phòng cũng rất là rộng nha. Đó, để một cái giường nhỏ cũng được, và thêm tủ quần áo đây. Rồi bây giờ em sẽ quay tiếp qua cái khu vực sân thượng cho mọi người xem. Đây là khu vực sân thượng mà chủ nhà đang dùng để trồng cây và phơi quần áo và để máy giặt nha. Đó, rất là rộng luôn mọi người. Đây là chỗ để máy giặt nè, trồng cây và phơi quần áo. Trên đó có một cái cầu thang để dẫn lên trên nóc á, là trên đó là chủ nhà đang để làm chỗ đựng cục nóng, lạnh, máy nước nóng năng lượng mặt trời và bình nước nha. Rồi bây giờ em sẽ chạy quay hết một vòng tiện ích xung quanh cho mọi người cùng xem nha. Thì vừa rồi chúng ta đã coi hết một vòng bên trong căn nhà rồi nha. Em sẽ quẹo tay phải ngay đầu hẻm chúng ta á, hẻm 94 á, quay hết một vòng tiện ích xung quanh cho mọi người coi. Ở đối diện nhà chúng ta có một cái trường học Anh ngữ rất là lớn nha. Vì và ở tay phải chúng ta đó là có một cái nhà thuốc Long Châu cũng khá là lớn, cách nhà chúng ta chỉ ngay đầu hẻm luôn tầm 20m thôi. Thì do là trên đường Bùi Tấn Phát á, là một cái tuyến đường huyết mạch đó, cho nên là trên đây có rất nhiều tiện ích, em đi tới đâu là em sẽ nói tới đó cho mọi người cùng xem nha. Nhưng mọi người thấy không, đường rất là lớn, tại vì cái đường này nó cũng dài nữa đó, từ ngay khu chế xuất Tân Thuận nó đổ dài xuống thẳng tới ngay chỗ phà Cát Lái để mà qua được huyện Cần Giờ nha mọi người. Rồi đi lên thêm tầm tí xíu nữa, bên phía tay trái chúng ta có một cái ngân hàng ACB nè mọi người. Đó, và xung quanh là có vựa gạo, hay quán ăn, tiệm sửa xe. Đó, cái gì cũng có hết luôn nha mọi người, rất là đông. Có thêm một cái oanh băng nữa nè mọi người, oanh băng. Rồi ở đây là cái thêm một cái trạm chỉ huy quân sự nữa nè mọi người. Đó, ở đây là cái ủy ban quận của phường chúng ta luôn, cho nên là khu này cực kỳ an ninh nha mọi người. Đây, mọi người thấy không, rất là nhiều tiện ích luôn nha. Thì chắc em chỉ quay sơ tới đây thôi nha mọi người. Về video em xin phép kết thúc ở đây. Mọi người nếu cảm thấy video này có ích thì em xin một like, một share và một subscribe để em có động lực em review nhiều căn nữa cho mọi người. Hẹn gặp mọi người ở video sau. Bye bye cả nhà.